Em Nhân xin chào cô chú anh chị. Trong video này tiếp tục, em Nhân giới thiệu cho cô chú anh chị mình một lô đất với diện tích là ngang 4, sâu vào 19m, tổng trong sổ của mình là 76m2, đất thổ cư 100%. Hiện trạng lô đất này như cô chú anh chị mình thấy thì đang rất là cao ráo. Khi mình mua về, mình tiến hành, mình xây nhà ngay, không cần phải tốn thời gian cũng như là tốn tiền để san lấp. Sổ hồng thì chủ đang giữ ở nhà chứ không có quay ngân hàng nha. Khi mà mình đồng ý mình mua bán là sẽ công chứng và sang tên ngay luôn. Lô đất này một cái lợi thế cực kỳ lớn, vị trí cực kỳ đẹp là nó nằm sát bên của công viên 7 cơ quan thế giới, trực thuộc khu dân cư Cát Tường Vô Sinh, xã Mỹ Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lòng đường trước lô đất của mình là lên tới 8m lòng đường. Vỉa hè thì hai bên, mỗi một bên như vậy là 3m nữa. Tổng cộng là con đường của mình lên tới 14m nha cô chú anh chị. Lô đất mình với cái hướng phong thủy là hướng đông. Cô chú anh chị nằm thuộc cung mạng Đông Tứ Trạch là sẽ sở hữu được, mua được cái vị trí của lô đất này. Đó, như cô chú anh chị mình thấy ha. Vị trí lô đất của mình nằm trên một cái trục đường dẫn từ công viên 7 cơ quan chạy vào thì nó cách khoảng chừng 20m thôi. Khi mà cô chú anh chị mình mua ở vị trí này, mình xây nhà lên thì cái view mình có thể nhìn ra trực diện được công viên 7 cơ quan thế giới. Còn đây là con đường TC5. Con đường TC5 là một trong những cái con đường trục chính rất là lớn của dự án khu dân cư Cát Tường Vô Sinh. Cái lô đất này thì Nhân cũng chia sẻ một chút xíu cho cô chú anh chị mình. Chị chủ của lô đất này năm rồi xuống đây là cũng đi rất nhiều bạn sale. Thì cái đó là một cái chuyện rất là bình thường, bởi vì chị có thể dò, chị có thể tham khảo để mà có một cái vị trí, một cái lô đất nào đó mà chị cảm thấy hợp lý. Thứ nhất là về tài chính của chị, và thứ hai là vị trí mà chị yêu thích thì chị xuống tiền, cái điều đó bình thường ha. Thì trong những người môi giới đó cũng có Nhân giới thiệu cho chị, nhưng mà do chưa có đủ duyên, và cuối cùng chị gặp được một bạn môi giới mà đủ duyên với bạn này cho nên mới chốt lô này trong cái thời điểm mà chị mua với cái giá theo Nhân biết thời điểm đó là 1.350.000.000. Nhưng mà thời điểm hiện tại như bây giờ thì cô chú anh chị mình biết rồi, hễ không bán thì thôi, nếu bán là phải lỗ. Và chị cũng là một trong những nhà đầu tư bất động sản cho nên là chị hiểu được cái điều đó. Và hiện tại bây giờ thì chị chủ đang cắt lỗ, đang kêu bán lại với cái giá là 1.250.000.000. 1.250.000.000 thì chị sẽ bao hết giấy tờ thế phí và cả tiền hoa hồng môi giới cho bên phía Nhân cũng như là cho các bạn khác. Là trước mắt thì lỗ phải hơn 100.000.000 đó cô chú chị. Thì cái chuyện đó rất bình thường và chị chấp nhận, chị cũng đang rất là vui vẻ, chị muốn bán nhanh. Cho nên chị có nhắn nhủ với Nhân một câu là: Nhân ơi, bây giờ tất cả các bạn trong đây chị đều gửi với cái giá là 1.250.000.000. Còn ví dụ như mà khách muốn thương lượng nữa thì cứ trực tiếp cho gặp chị để hai bên là chị với khách hàng cùng thương lượng với nhau. Bởi vì thật sự là chị rất muốn bán để chị xoay sở cái công việc riêng của chị. Cho nên khi mà cô chú chị mình xem lô đất này, mình ưng lô đất này thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân. Nhân sẽ dẫn mình xuống xem thực tế vị trí lô đất. Nếu mình thấy vị trí ok, hợp lý, hợp với mình thì lúc đó Nhân sẽ cho số điện thoại của chị chủ đất này để hai bên cùng trao đổi, cùng thương lượng với nhau. Thì hai bên thống nhất nếu mà ok, hợp lý thì mình sẽ tiến hành đặt cọc và mua bán. Rồi, Nhân xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.